và cổ họng rất đau để có những trận đấu hay. Vì thế các bạn đừng tiếc gì một like và share. Cuối cùng thì đăng ký kênh và bật chuông thông báo để giúp Việt Thắng có động lực nha. Chúng ta vào được top cao thôi, nhưng mà vì Gaming họ đã làm được. Chạy. Báo đi anh bắn chết. Mày quấn báo đi. Vâng, và chào mừng tất cả các bạn đến với trận thi đấu siêu kinh điển TMQ đối đầu với Luân TV. Và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta diễn ra một loạt những trận thi đấu vô cùng hay và hấp dẫn. Đó là những trận thi đấu như là của Slow Speak áo 777 và những tuyển thủ ngoài kênh chat của giải đấu. Rất nhiều những bạn bán cực kỳ hay, nhưng cũng là lần đầu các em tới với giải. Bởi vì thế thì có rất nhiều bỡ ngỡ và các em cũng đã có những trận thi đấu thua. Đó là điều không thể nào tránh khỏi. Và có vị trí của ghế Dominate là tuyển thủ được vào sân sau. Và chính thức em đã được vào giải và xin chúc mừng em. Và vừa rồi là một kèo thi đấu mà dế thua vị trí của Luân TV. Và bây giờ thì Luân TV tiếp tục cặp kèo với TMQ. Và nếu trận thi đấu này Luân TV giành chiến thắng, em sẽ đối đầu với vị trí của Quý 11 Ngón. Vâng, bất kỳ một tuyển thủ nào thắng trong trận thi đấu này sẽ vào đối đầu với Quý 11 Ngón nha. Một tình huống Luân TV chắc chắn sẽ phải gào lên và phải chửi trong pha vừa rồi. Bớt do số người chơi trong giải đấu quá đông. Bởi vì thế thì với những tuyển thủ kỳ cựu rồi thì buộc em phải luyện tập chạy với những phòng thi đấu tự tạo mà thôi. Còn lại ở trên sân đấu chúng ta thì tỷ lệ xuất hiện của các bạn ấy bị giảm đi. Nhường sân cho những tuyển thủ mới. Hay. Đẳng cấp đây. Ghê đấy. Và trong giải đấu chúng ta thì bất kỳ một góc nào các bạn nhìn thấy kẻ địch các bạn cũng quyền bắn. Bởi vì thế thì pha giết Luân TV vừa rồi cũng không phải là một tình huống vi phạm luật chơi. Luật thi đấu thì tất cả các tuyển thủ đều nắm rồi. Và Luân TV vừa rồi thì cũng đã quá quen với cái luật em hay chơi. Nên bởi vì thế thì... Ôi! Ui! Sao qua đi cạp? Đi qua. Ôi giời, nó sao lại cứ bước vào đời nhau như này? Nó cứ bước vào đời nhau. Luân TV đang bị cái cuộn nợ Bitbull TMQ đang tới rất gần. Và các bạn có thể thấy được rằng là người chơi hệ chiến Bitbull TMQ và nó rất gắt, sẵn sàng chiến bất kỳ một góc cách nào, không ngán bất kỳ một ai cả. Ái chà chà. Và các bạn có thể thấy được rằng là Luân TV rất ít khi có những pha bắn bừa. Bất kỳ một tình huống nào Luân TV phải là có góc bắn hay tâm súng để chuẩn người, anh ta mới ra đạn. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy không ạ? Rất nhiều tình huống của Luân TV không quyết định ra đạn, thay vào đó là tường kèo để có thể bảo toàn được tính mạng của mình. Ngay lập tức là một pha bay mũ. Đấy, chắc TMQ đang cho thấy khả năng thi đấu và di chuyển cực kỳ gắt. Vâng, qua lại góc máy của Luân TV xem nào. Luân không còn lượng máu để hồi nữa. Bò bắt đầu thu lại. Nếu bây giờ mà tỉnh đòn thì Luân xuống sân dưới trước. Vâng, không ai trách em nếu em xuống trước sân dưới thì lượng máu không còn nhiều. Có tỷ số là 2-1. Căng quá nhỉ. Càng đấy, bù chíu luôn đấy các bạn. Toàn đấy. Vâng, tỷ số đang là 2-1 rồi. Bên này thì Luân TV đang cầm cây M1014 gì đây. Cây này chính xác là chắc chắn là cây này tôi không biết tên là gì luôn. Rồi, thế các em cho anh hỏi là cây này là cây gì các em ơi. Cây này. 2-1 thôi. Ôi, ai? Wow, một pha xử lý ở cửa đi tầm gần tốt. Đến từ góc máy có tên mà quỷ. Tuyệt diệt, đẳng cấp đấy. Với cây tuyệt diệt ấy, thì hai cây này tỷ số là như nào? Bạn nào ghi cụ thể ra cho tôi cả. Ghi cụ thể ra là nó như thế nào. Kèo này căng đấy. Ôi giời ơi, nó lại ảo quá nhỉ. Bitbull đã bị xích. Đôi mắt tăng 2 tốc bắn à. Tuyệt diệt tăng 2 tầm xa. Được.
gọi thầy Tiến bịt vào bắn á. Thầy bắn thuốc lào đi, còn bắn này bắn vào mắt. Toàn đấy. Luôn một tiết tóc gì à? Có rồi thôi, không cho nữa. Thế cho nó dịch bệnh đi. Thế cho nó cái dịch bệnh đi. Hãy cho nó skin đồ đi. Tôi ngồi tôi viết cốt rồi anh em nhá. Tôi đợt này là coder mà. Đẳng cấp lắm, tôi tự viết được cốt đấy các bạn. Đẳng cấp lắm. Thôi các em cố bắn cho hay. Cố bắn cho hay đi. Anh đang phải giữ giọng cho trận chung kết cuối tuần này. Ái chà chà, con lợn nhựa này. Ái chà chà. À, vợ chú đâu rồi, cháu nhớ quá. Đồ này giỏi đấy. Đẳng cấp đây. Đẳng cấp đây. Đẳng cấp đây. Chú chơi server GT5, server của Linh Tinh. Chú thích server nào mà người ta tốt thì chú chơi. Server nào mà admin người ta tốt thì chơi. Còn server nào mà nhiều trẻ trâu phá đám thì chúng ta không chơi. Toàn này, toàn này. Vợ đi á. Server anh Độ là phải xin slot hay sao ấy. Anh đang để hôm nào anh nhắn tin cho anh Lê Khôi, bảo anh Lê Khôi xin slot cho anh. Anh còn chưa biết cách để vào cái server anh Độ như nào ấy. Với cả anh chơi GTA 5 thì thi thoảng chơi thôi. Còn không phải là chơi. Anh chơi nhiều game, chơi một game. Ây! Vợ chú tán chú sao á? Đúng rồi. Vợ chú tán chú. Trời ơi. Chú nhìn cái tao nhìn chú như này là chắc chắn là vợ chú tán chú rồi. Hoàng hoàng ấy mới vào được cơ. Để hôm nào tôi đi bình luận anh Lê Khôi, anh ấy lên văn phòng thì tôi hỏi. Anh Lê Khôi anh cũng chơi cùng với team refund của anh Độ mà. Anh chơi trong team đấy mà. Thì trước anh có anh Lê Khôi anh có hỏi mình chơi đâu mà em chơi GTA 5 nào anh cho em chơi với họ. Ừ, nhưng mà tôi còn chưa biết cách tải chơi như nào mà thôi, mình cứ chơi đại đại đi vì anh có chơi nhiều đâu, anh chơi linh tinh game mà, game nào cũng chơi, tránh như game nào Gana cấm thôi. Các bảo là vợ chú tán chú rồi, chú có tán đâu. Đấy, Luân ơi, bình tĩnh. Bình tĩnh. Ui giời ơi, thằng Tây Hoàng Quy nó bắn 1887 gắt lắm. À, nó đục keo ấy. Nó đục Skyler đấy. Nó đục Skyler luôn ơi. Cẩn thận, cẩn thận. Giãn ra, giãn ra, giãn ra. Luân khôn đấy, Luân khôn đấy, Luân khôn. Phải vào thôi. Ôi, thôi, thôi, thôi. Thôi, 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 thôi. Ai! Tây Hoàng Quy bắn nhiều thế. Tự sát đi, tự sát đi. Tự sát đi, tự sát đi. Đây mà Quy tự sát một trận đi. Tự sát một round đi. Vâng, phát đấy, tự sát đi cho nó phép play em ạ. Tự sát đi. Alo, alo. Tự sát đi, cho trận đấu thắng nó mới thuyết phục. Ờ, nên là nó có đổi súng, nó có, nói chung là 4 viên đấy không phải dí vào người, nó bắn đấy thôi. Mình chỉ tính một viên cuối chết là được rồi. Ái! 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 Quang, quang, quang. Ui, luôn rồi. Cố lên Luân ơi. Cố lên Luân ơi. Giết con Bitbull TMQ đi. Giết nó đi em ơi. Anh mệt mỏi với thằng này lắm rồi. Anh ơi chơi Sword DZ là cái trò gì em? À, nó đột tử chết rồi. Hay lắm, nghiệp quật, nghiệp quật. Đấy, nghiệp nó quật đây, nghiệp nó quật đây.
hay, không tự sát cũng hay. Đấy nhá, nhìn nó đã đẹp. Sabuli nhìn ra cơ bắp. Đây mà Quy nó chỉ là con pitbull thôi. Sabuli nhìn nó đẹp lắm. Luân ơi, cẩn thận nhá. Hay, một tình huống giả trộm vào gáy. Luân TV lấy được cái chày, phang được vào gáy của thằng TMQ. À, cắt đánh, phát nước. À, thằng Luân không cầm Skyler, thằng Luân cầm con CR7. Đã bảo là muốn thắng là phải cầm Skyler. Thằng TMQ còn cầm Alok cơ. Like 7 giờ kêu 6 giờ cho em leo cây đâu. Anh nó thông báo, nếu anh thông báo nhá. Nếu anh thông báo anh like 7 giờ ấy thì 8 giờ anh mới live stream. Tại vì con người ta thường là có cái tập tính là lười. Tập tính là lười. Nên là anh phải tự đặt cái mốc cho bản thân là 6 giờ. Tại vì sao anh không nói là 7 giờ? Anh nói 7 giờ là 8 giờ anh like đấy. Bây giờ anh nói là 6 giờ là tầm 6 rưỡi 7 giờ anh like. Và hôm nào anh cố gắng là 6 giờ anh like đúng. Thế là tuyệt vời còn gì nữa, các bạn được xem nhiều. Các bạn được chơi nhiều, các bạn chơi được 4 tiếng. Chứ mà anh mà bảo, bây giờ anh mà bảo anh đổi lịch là 7 giờ nhá, là khả năng là 8 giờ anh lại. Anh không hiểu sao là anh hay bị delay vậy. Thế là anh phải tự đánh lạc hướng bản thân mình. Thế mới đẳng cấp, tự đánh lạc hướng bản thân đấy. Thôi Luân ơi. Ê dài ơi Luân ơi. Toàn tê à. Càng tê đấy. Hơi toàn cho Luân đấy. Và vừa rồi hơi toang dành cho Luân TV. Còn trận sau cho Quý 11 ngón vào sân. Trận thi đấu này Luân TV khóc hết nước mắt rồi các bạn. Cay lắm đấy. Trận này là cay lắm đấy. Mọi ngày mà thua one shot thì đã bực rồi. Và hôm nay lại còn bị nó chơi mưu hèn kế bẩn thôi. Bị kéo không cho vào. Nhưng mà anh không cấm nhá. Các bạn giống như trong chơi giải thôi. Làm cách nào các bạn thắng là được. Không hack là được. Ôi, không hack không góc lát là được. Nên là ông nào thông minh hơn thì ông ấy quẩy thôi. Nhưng mà cũng tức. Thật chứ. Kia. Trời ơi, cố lên em ơi, cố lên. Cố lên. Úi kia, hả người kia. Úi da, úi Luân ơi, lúc cần cầm súng, cầm súng Luân. Cầm súng lên Luân ơi. Ta nối lại tình xưa. Luân ơi, cầm súng lên mời. Cầm súng lên đi Luân ơi. Oh my god.